Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Việt Nam đang là nước đứng thứ 16 trên thế giới về tỷ lệ tăng trưởng lượng người sử dụng Facebook. Theo thống kê hiện nay, cả nước có trên 19,6 triệu người dùng Facebook, chiếm 21,42% dân số. Đối với các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên, hàng ngày các bạn có thể dành 2 đến 3, thậm chí là 6 đến 7 tiếng và hơn thế cho Facebook. Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề còn thả nổi, chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa được định hướng một cách tích cực và người tham gia có lẽ cũng chưa mấy ý thức nghiêm túc về nó. Đây cũng chính là vấn đề được chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục mỗi tuần một vấn đề kỳ này. Facebook ra đời đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dùng, nhưng đáng quan tâm là thế hệ học sinh và sinh viên. Facebook giúp thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Ngoài ra, nó còn giúp cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Chỉ cần đăng nhập vào Facebook bằng bất cứ phương tiện nào, thì người dùng cũng sẽ cập nhật được cho mình rất nhiều thông tin từ bạn bè và những điều quan trọng xung quanh cuộc sống của bạn. Nhiều người xem Facebook là nơi mà có thể thể hiện được cái tôi của chính mình, những cảm xúc buồn, vui, giận hờn, cùng những trải nghiệm từ cuộc sống. Ban đầu, Facebook là sáng kiến của một nhóm sinh viên năm thứ hai thuộc trường đại học Harvard dành cho một nhóm bạn. Nhưng ngày nay, nó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và không còn giới hạn. Vậy mình có thể nói chuyện với bạn bè, giao tiếp với các bạn nước ngoài, mình có thể tìm tài liệu để học tiếng Anh và có thể giải trí như chơi game. Người ta hôm nay như thế, cảm thấy như thế tự do, muốn có một cái ngày, muốn có một cái chí gà, cũng có thể thổ lộ hết được cả cái tâm tư, cái tình cảm. Hiện nay số người nghiện Facebook đang ngày càng một tăng lên, chiếm đại đa số là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. Mọi người sử dụng Facebook cũng không biết được mình nghiện Facebook từ khi nào, mà chỉ thấy bồn chồn, khó chịu khi không được vào Facebook. Kéo theo đó là nhiều hệ lụy xấu cũng đã xảy ra. Gần đây, trên mạng xã hội Facebook liên tục xảy ra những vụ lừa đảo thông qua tin nhắn. Chúng lợi dụng uy tín của người mà chúng đánh cắp được mật khẩu trang Facebook rồi nhắn tin cho bạn bè của nạn nhân với mục đích xấu. Nhiều diễn đàn trên Facebook lập ra với mục đích là câu like, comment và share. Nhiều thông tin bịa đặt, những hình ảnh phản cảm, đả kích, bôi nhọ danh dự của nhau. Facebook có thể liên quan đến những hành vi bạo lực, lừa gạt tình dục, lừa gạt tài sản, bắt cóc, vân vân. Thật và ảo lẫn lộn với nhau, tạo nên những luồng dư luận bất an trong xã hội. Bên cạnh đó, đã có nhiều sinh viên dành trọn thời gian lớn cho việc lên mạng Facebook, bỏ bê việc học tập, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe. Các bạn trẻ thì gọi là đưa hết tất cả thông tin về mình, rồi là tất cả các hành động trạng thái của mình lên Facebook. Từ đó thì những đối tượng xấu có thể tiếp cận Facebook của họ, rồi là làm những cái việc mà gọi là không ai thì có thể ngờ được, lường trước được hậu quả. Thông qua việc kết bạn trên Facebook là một cái mạng ảo nên là có thể lừa đảo lẫn nhau để mang lại lợi ích cho mình. Thì đấy cũng là một trong những tác hại lớn của Facebook hiện nay. Khi mà chúng ta nhận biết được mặt trái của Facebook thì chúng ta cần phải có những hành động thiết thực và cụ thể để nhằm tránh những tác hại đấy. Thứ nhất là bạn phải xác định được mục tiêu. Khi mà bạn sử dụng được Facebook thì nó mang lại cho bạn lợi ích gì và những tác hại gì. Một thực tế cho thấy, vào Facebook chúng ta có thể thấy nhiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, thậm chí độc hại. Và vì thế, nó cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, đạo đức và nhiều mặt của đời sống, có thể gây nguy hại cho quốc gia, tập thể hay các cá nhân. Tuy nhiên, rất nhiều người trẻ sử dụng Facebook lại không nhận thức được điều đó. Rất ít những người sử dụng Facebook một cách hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội, làm điều tốt, kết nối để làm những điều thiện nguyện. Một trung tâm giáo dục học đường vừa mới được thành lập ở thành phố Vinh. Vấn đề sử dụng Facebook cũng đã được rất nhiều bạn trẻ cùng tham gia sinh hoạt ở đây chia sẻ, làm gì để có một Facebook hữu ích cho chính mình. Để nó tốt thì mình thứ nhất là mình phải dành một thời gian thích hợp cho nó, lên cái mục tiêu, lên cái thời gian biểu rõ ràng là mình sẽ lên nó để làm gì. Đấy. Và đối với bản thân em ấy thì em lên Facebook mỗi ngày khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đặc biệt trong trường học hiện nay thì việc sử dụng Facebook có thể nói là gần như là 100% sinh viên, học sinh sinh viên đã sử dụng. Chúng tôi có một số cái lời khuyên các em rằng là
trong cái mạng này. Thứ nhất là chúng ta dành thời gian thích hợp, một ngày chỉ cần khoảng, như các em sinh viên, khoảng từ 2 đến 3 tiếng tôi nghĩ là đủ. Không thể phủ nhận Facebook là một trang mạng xã hội thu hút được rất nhiều người tham gia. Đây cũng được xem là một kênh thông tin để mọi người cùng chia sẻ cảm xúc, bình luận về những vấn đề của cuộc sống mà nhiều người quan tâm. Trên Facebook có những bài viết chia sẻ từ cộng đồng cung cấp nhiều thông tin bổ ích, là hành trang cần thiết cho mỗi người trong cuộc sống. Cũng qua trang mạng này, nhiều hoàn cảnh éo le, khó khăn vất vả, nhiều tấm gương vượt khó đã được đông đảo cộng đồng mạng cùng giúp đỡ và sẻ chia. Vấn đề đặt ra là làm gì để định hướng cho tuổi trẻ học đường trước những hệ lụy xấu của mạng xã hội này. Các tổ chức đoàn thể, nhà trường rất cần có những buổi sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ để hướng học sinh và sinh viên được trang bị nhiều hơn về kỹ năng sống và có thái độ tích cực hơn trong việc tiếp cận với thông tin. Chúng tôi đã tổ chức một cái diễn đàn rất là thành công tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Qua đó thì chúng tôi nắm bắt được cụ thể các bạn chia sẻ rất là sát thực những cái nội dung, và trên cơ sở đó chúng tôi định hướng cho các bạn để làm sao đó xây dựng một cái mẫu hình thanh niên trong thời đại mới, để triển khai sâu rộng từ xuống từng các chi đoàn chi hội, để làm sao đó để chia sẻ nắm bắt thông tin và đưa những cái phóng sự thực tế để các bạn hiểu được cái cách thức sử dụng và làm sao mục đích nó có ý nghĩa và sát thực với đời sống của các bạn. Mỗi bạn trẻ đều có trong mình những ước mơ và khao khát được thành công. Nhưng trong thế giới hiện đại, để đạt được những điều ấy mà chỉ học trên giảng đường đại học thôi là chưa đủ. Trước sự bùng nổ của thông tin, trước trào lưu của mạng xã hội Facebook, giới trẻ hiện nay cần nhận thức rõ những ưu điểm và những mặt trái của nó để là người sử dụng công cụ đó một cách thông minh và hiệu quả nhất. Cần lên Facebook ở mức độ hợp lý vừa đủ, nên hướng đến những điều trong sáng, lành mạnh, cái đẹp và cái có ích. Không thể phủ nhận được vai trò của mạng xã hội với đời sống của con người hiện đại, nhưng lạm dụng nó với những mục đích vô bổ thì không đáng. Chỉ có thể thay đổi lối sống tích cực khi suy nghĩ của mỗi người được thay đổi nhân văn và tốt đẹp hơn. Nhất là với giới trẻ thì điều ấy lại vô cùng cần thiết.